Chào các bạn đến kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết những câu vận dụng cao cực kỳ khó liên quan đến việc khai thác trực tiếp hàm số mũ và hàm số logarit. Trước khi bắt đầu video, bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình để có thể nhận thông báo về những video mới nhất cũng như là để ủng hộ cho mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì trước hết là mình sẽ ghi dạng bài là khảo sát trực tiếp hàm số mũ và hàm số logarit. Đây, chúng ta phải khảo sát trực tiếp hàm số mũ và hàm số logarit. Thì cái dạng bài tổng quát ở đây đó chính là có bao nhiêu. Là mình sẽ ghi là thì nó có cái dạng bài như thế này. Đó chính là có bao nhiêu số nguyên. Người ta có thể đặt biến là có bao nhiêu số nguyên x, biến nguyên y, số nguyên m. Thì là tùy. Hay là m là gì đó, đây là một cái biến sao cho với mỗi số nguyên đây, thì với mỗi cái số nguyên này có tối đa hoặc là tối thiểu hoặc là có ít nhất đây và vân vân vân, thì có tối đa, tối thiểu, có ít nhất bao nhiêu cũng thì tùy theo yêu cầu bài toán. Ít nhất, ví dụ mình nói là đây là 100 số chẳng hạn, hay là 50 số, hay là 10 số, vân vân vân, thì thỏa mãn. Thì dạng bài nó như vậy, đó chính là họ có bao nhiêu số nguyên x, chẳng hạn là có bao nhiêu số nguyên m, sao cho với mỗi số nguyên m thì có tối đa là 5 số nguyên x thỏa mãn một cái phương trình nào đó, hoặc là một bất phương trình nào đó, tùy theo yêu cầu bài toán. Thì cách xử lý ở đây rất là dễ. Bước thứ nhất là chúng ta phải xác định. Đây, bước thứ nhất, đây mình sẽ ghi các bước. Bước thứ nhất là chúng ta phải xác định cái nào là ẩn, cái nào là biến. Như là sao? Chẳng như bài toán cho hai cái là x và y, chúng ta phải xác định x là ẩn hay là y là ẩn, y là biến hay là x là biến. Đó là tùy. Còn nhiều bài nó cho rõ ra là x và m thì chúng ta có thể nhận biết rất là dễ dàng. Nhưng nhiều bài sẽ cho x và y để đánh lừa chúng ta. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ thật là kỹ cái nào là ẩn hoặc là cái nào là biến. Đó là điều thứ nhất. Nói đến điều thứ hai, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng điều kiện của logarit xác định, đó chính là cái lõi bên trong nó phải vuông hoặc là những cái hàm phân thức hay gì đó, hay hàm có căn, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái điều kiện để chúng ta giới hạn. Đây, chúng ta sẽ sử dụng điều kiện để chúng ta tìm được mối quan hệ giữa các ẩn, ví dụ như là x lớn hơn 2y chẳng hạn, hay là x bé hơn 5y chẳng hạn, thì chúng ta phải tìm được cái mối liên hệ giữa các ẩn x và y để chúng ta khảo sát hàm số. Rồi bước 3 đó chính là gì? Chúng ta sẽ chuyển về cùng một vế. Nếu là phương trình thì ta sẽ chuyển về cùng một vế, hoặc là bất phương trình thì ta sẽ chuyển vào một vế. Rồi sau đó chúng ta sẽ khảo sát hàm số. Chuyển về một vế để khảo sát hàm số. Theo ẩn thì chúng ta sẽ khảo sát hàm số theo cái ẩn mà chúng ta đã xét ở đây nè. Chúng ta sẽ xác định được cái nào là ẩn thì ta sẽ khảo sát theo ẩn đó. Và bước cuối cùng là chính là lập bảng biến thiên. Mình ghi đây chính là chúng ta phải lập bảng biến thiên rồi dựa vào bảng biến thiên để chúng ta đưa ra kết luận. Rồi đây chính là các bước để chúng ta xử lý các bài toán dạng khảo sát trực tiếp hàm số logarit. Những bài này khi chúng ta đọc yêu cầu bài toán thì nhìn nó rất là giống hàm đặc trưng, tuy nhiên chúng ta sẽ không thể nào biến đổi được và chúng ta phải đưa về, ta phải khảo sát hàm số. Rồi bây giờ mình sẽ đến với một số bài tập ví dụ. Bây giờ sau khi đọc yêu cầu bài toán thì chúng ta nghĩ ngay đến việc chuyển về một vế và khảo sát hàm số. Thì thường những bài này là những câu vận dụng cao ở mức 9 điểm hoặc 9 điểm hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì chúng ta phải xác định được ở đây nó có hai biến là x và biến y, thì chúng ta phải xác định được cái nào là ẩn và cái nào là biến. Thì ở đây một cách rất là dễ, có bao nhiêu số nguyên y thì mình tưởng tượng là nó giống như là có bao nhiêu số nguyên m chẳng hạn, thì ta sẽ đưa ra một kết luận rất là quan trọng ở đây. Đó chính là x là ẩn x và y là tham số. Đây, y là tham số. Đây, thì y nó giống như m, m chạy thì y nó cũng chạy giống như vậy, thì họ sẽ để hai cái x y vào để cho chúng ta lẫn lộn. Nhưng chúng ta phải xác định được cái nào là ẩn, cái nào là biến. Và bước thứ hai là chúng ta phải xác định đến điều kiện. Đây, điều kiện thì chúng ta có một cái logarit ở đây, thì điều kiện đó chính là x phải lớn hơn
trừ y bình. Đây, rồi. Ở điều kiện thứ hai, chúng ta đã tìm được ràng buộc giữa x và y. Thì bây giờ mình sẽ chuyển về một vế bất phương trình tương đương với lại. Bây giờ mình sẽ chuyển tất cả về một vế. Đó chính là gì? 3 mũ y trừ 2x trừ log 5 của x cộng với lại y bình. Và cái này phải lớn hơn bằng 0. Rồi, sau khi chúng ta đã chuyển về một vế, bây giờ ta sẽ khảo sát hàm số. Mình đặt hàm này là gx bằng cái này. Thì đây là hàm số gx. Thì nó theo biến x ở đây nè. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ tính đạo hàm của nó. Tức là sao? G'x. G'x thì nó bằng cái gì? Bây giờ cái mũ đưa xuống đạo hàm của cái mũ là trừ 2. Vì bạn lưu ý cho mình nha, x là ẩn, chứ không phải là y là ẩn, x là ẩn. Rồi, trừ 2 nhân cho 3 mũ y trừ 2x ln của 3. Rồi, thì đây là nửa đầu tiên. Và nửa tiếp theo đó chính là ở đây x là bậc 1 rất là đẹp. 1 chia cho x cộng với lại y bình ln 5. Đây, thì bạn nhận xét cho mình như sau. Khi chúng ta đã khảo sát hàm số như thế này, mình có một nhận xét quan trọng, đó chính là hàm này luôn luôn đồng biến hoặc nghịch biến. Thì mình thấy đây là âm và đây là âm, thì mình sẽ đưa ra kết luận thế này sẽ bé hơn bằng 0. Thì đây chắc chắn là một hàm nghịch biến. Thì bạn có thể thử một vài giá trị vào. Hoặc bạn nhận xét cho mình như sau. Đó chính là 3 mũ y trừ cái này thì cái này là dương rồi. Ln 3 nó cũng dương luôn. Thì có chữ trừ 2 ở đây thì nó sẽ bị âm. Thì nửa sau cũng tương tự. X cộng y bình thì cũng dương rồi. Đây là vì do nó cái lõi nên x cộng y bình phải dương. Ln 5 cũng dương. Nên là cái này sẽ luôn bé hơn 0 với mọi x lớn hơn y bình. Rồi vậy ta sẽ đưa ra cái loại đây là một hàm luôn nghịch biến. Rồi vậy thì đó ta sẽ lập được cái bảng biến thiên của nó như sau. Đây là x, g'x như thế này rồi. Đây là gx. Rồi. Bạn nhớ kỹ cho mình là chúng ta đang khảo sát hàm số theo biến x nha. Rồi gx như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Thì bạn nhớ cho mình điều kiện của chúng ta là x phải lớn hơn trừ y bình. Điều kiện chạy đây chính là trừ y bình ở đây cho đến dương vô cùng. Trừ y bình thì mình rẽ một đoạn xuống, nghĩa là gì? Mình sẽ không lấy phần đồ thị bên đây, mình sẽ bỏ phần bên đây đi và mình sẽ không lấy cái điểm trừ y bình luôn. Thì khi nó đến trừ y bình thì mình nhận được cái lim này rất là dễ. Thì bạn để ý kỹ cho mình như sau. Đó chính là gì? Khi x tiến đến trừ y bình thì cái mẫu này nó sẽ tiến đến không cộng. Đến trừ y bình cộng thì cái mẫu sẽ tiến đến không cộng. Thì dấu trừ đây thì là một chi cái này sẽ tiến đến dương vô cùng. Ở đây là dương vô cùng. Rồi, thì đây là một hàm nghịch biến nên chỗ này luôn âm rồi. Đi xuống thì khi mà nó ở dương vô cùng thì bạn có thể nhận được là nó ở âm vô cùng như thế này. Dễ nhất là bạn sẽ thử một vài giá trị. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Rồi mình nhận xét đây là một hàm nghịch biến như thế này. Đó kêu là có bao nhiêu số nguyên y sao cho có tối đa 100 số nguyên x, thỏa mãn 100 số. Thì bạn lưu ý cho mình ở đây mình sẽ đếm 100 số, nghĩa là trừ y bình cộng với lại 1 nè, trừ y bình cộng 2, trừ y bình cộng 3, vân vân cho đến trừ y bình cộng 100. Tức là trừ y bình cộng 100 ở đây. Thì tại đây thì cái này bạn nhận xét cho mình là bất phương trình phải lớn hơn là bằng 0. Nghĩa là sao? Thì nó phải có tối đa 100 số, nghĩa là đường thẳng nó lớn hơn là bằng 0, nghĩa là đường thẳng y bằng 0 nó phải nằm ở dưới đây. Rồi bây giờ vậy thì để có 100 số thì mình nhận xét là điểm trừ y bình cộng 101 tăng một đơn vị nó phải nằm phía bên dưới. Nó phải nằm phía bên dưới đường thẳng y bằng 0, thì khi đó thì nó sẽ có đúng 100 số là trừ y bình cộng 1 cho đến trừ y bình cộng 100. Vậy thì đó mình sẽ đưa ra kết luận rất là quan trọng ở đây. Mình ghi ở bên đây. Thì ta sẽ đưa ra một cái kết luận rất là quan trọng, đó chính là g tại trừ y bình cộng 101 nó phải bé hơn 0, không lấy dấu bằng ở số 0 được. Thì giải cái này cực kỳ dễ, bạn cần thay cái trừ y bình cộng 1 vào trong cái phương trình ban đầu và với phương trình gx này nè. Thì đây tương đương với lại 3 mũ y bình thay vào đây là trừ y bình cộng với lại y cộng với lại 101 như thế này, trừ log 5. Log 5 của cái gì? X cộng với lại y bình. Y bình với trừ y bình hết này rất là đẹp. Log 5 của 101. Cái này bé hơn 0. Rồi đến đây thì rất là dễ. Mình sẽ log 3 của hai vế đi. Đương với lại trừ y bình cộng với lại y cộng 100. Thì nó sẽ bé hơn. Nó bé hơn cái gì? Log 3 của log 5 của 101. Rồi. Đây. Thì đây là một cái bất phương trình bậc 2. Thì bây giờ mình sẽ chuyển vào một vế và mình sẽ sử dụng máy tính bấm. Thì cái này mình sẽ để các bạn tự bấm. Thì mình bấm ra được là cái y thì nó sẽ trong khoảng từ trừ 10,32 bé hơn y. Và y nó sẽ bé hơn 9,83. Đây,
thì mình đã giới hạn được y rồi. Bài toán hỏi là có bao nhiêu số nguyên y, vậy là mình sẽ suy ra được là có bao nhiêu số nguyên y, vậy là trừ 10 sẽ bé hơn hoặc bằng y, và y phải bé hơn hoặc bằng 9, đồng thời y thuộc z luôn, y nguyên. Thì có tổng cộng là 20 số nguyên y thỏa mãn yêu cầu bài toán. Như bạn thấy bài này một bài rất là khó, nó khó ở việc chúng ta phải khảo sát hàm số, cho nên chúng ta phải đánh giá được là trừ y bình cộng 101 nó phải nằm phía bên dưới đường thẳng y bằng 0. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục bài tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đến bài tiếp theo. Thì bài này thì nó có hai cái là x và y, thì bạn phải xác định cho mình cái nào là ẩn, cái nào là tham số. Đó chính là bước đầu tiên khi chúng ta làm bài, đó chính là ẩn và tham số. Thì mình đọc thấy ngay có bao nhiêu số nguyên x, sao cho ứng với mỗi số nguyên x thì mình biết ngay tham số sẽ là x và ẩn sẽ là ẩn y. Rồi là kết luận rất là quan trọng. Bây giờ mình phải đưa ra điều kiện của nó, chính là cái bên trong logarit phải dương, tức là sao y nó phải bé hơn 3 mũ x, và đồng thời y nó cũng phải bé hơn x. Bây giờ mình phải xác định được cái nào bé hơn thì mình mới đưa ra được kết luận tiếp tục. Thì nếu như bạn biết thì 3 mũ x sẽ luôn lớn hơn x với mọi x thuộc R, thì cái này mình sẽ để các bạn tự chứng minh, cái này là một bài toán rất là quen thuộc rồi. Thì mình sẽ đưa ra kết luận đây chính là y sẽ bé hơn cái số nhỏ hơn là x. Vậy thì mình sẽ đưa ra điều kiện cuối cùng đây là y bé hơn x. Đây là một cái điều kiện cực kỳ quan trọng. Bây giờ mình sẽ chuyển về một vế. Rồi y là bằng log 5 gọi trừ y cộng 3 mũ x trừ cho log 3 của trừ y cộng với x như thế này. Mình tính g phải y đạo hàm của nó, một chia đây là trừ một chia cho y cộng 3 mũ x. Lưu ý cho mình y là ẩn, còn 3 mũ x nó chỉ là một con số thôi, thì khi nó đạo hàm nó sẽ bằng 0. Lần nữa, 5 trừ cho là cộng cho một chia trừ y cộng với lại x lần là 3. Cái này bạn có thể bấm máy cho mình cũng được, hoặc bạn nhận xét cho mình, đó chính là khi mình lấy cái này thì nó sẽ luôn lớn hơn cái này với mọi x thuộc R. Rồi thì mình sẽ đưa ra kết luận này cái luôn dương, cho nên là hàm này là một hàm đồng biến trên khoảng từ âm vô cùng cho đến x. Đây rồi, bây giờ mình sẽ vẽ bằng biến thiên của nó sẽ như thế này. Đây là y g phẩy, và đây là g rồi y, đây g phẩy y. Rồi nó sẽ chạy từ âm vô cùng cho đến số x. X thì mình sẽ bỏ tất cả phần bên phải này đi hết luôn, nó chạy từ âm vô cùng cho đến x. Đây âm vô cùng x là dương đi lên. Thì những cái chỗ này thì bạn có thể bấm máy cho mình được. Đây là âm vô cùng, còn đây là dương vô cùng. Thì bài toán họ ở đây, với mỗi số nguyên x thì có tối đa 80 số nguyên y. Tối đa là 80 số nguyên y, 80 thì ở đây chính là x trừ 1 nè, x trừ 2, x trừ 3 vân vân vân. Ở bên đây là x trừ 80 là số cuối cùng ở đây, thì nó cũng phải nằm trên đường thẳng y bằng 0, và nằm phía bên trên đường thẳng này thì nó mới có thể dương được. Thì chắc chắn là x trừ 81 bắt buộc phải nằm phía bên dưới đường thẳng y bằng 0, thì khi đó thì nó mới có đúng được 80 số nguyên thỏa mãn. Tức là sao? Đó chính là tức là g của x trừ 81 nó phải âm. Đây, cực kỳ quan trọng, g của x trừ 81 phải bé hơn 0. Thì tức là sao? Log 5 của y là 3 mũ x trừ x cộng với 81, cái này nó phải bé hơn, thay vào đây là trừ x hết log 381 bằng 4, nó phải bé hơn 4. Rồi thì giải cái này rất là dễ luôn, 3 mũ x trừ x cộng 81 phải bé hơn 4 mũ 5. Thì bạn có thể đưa về một vế cho mình tương đương với lại 3 mũ x trừ dx nó phải bé hơn 544. Để giải cái này thật là chính xác thì bạn có thể sử dụng chức năng table của máy tính cũng được, hoặc bạn có thể khảo sát hàm số bằng tay cũng được. Cái này là mình để cho các bạn tự giải thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ra kết luận được là x thì sẽ cùng những giá trị là trừ 544 nè, trừ 543 nè, rồi trừ 542 nè, vân 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 cho đến số 5. Rồi có tổng cộng là 549 số thỏa yêu cầu bài toán. Đây thì bước này bạn có thể bấm máy cho mình thì mình ra được kết luận là 549 số thỏa yêu cầu bài toán. Rồi vậy như các bạn thấy thì bài này một bài không quá khó, tuy nhiên các phải xác định được điều kiện để chúng ta có thể khảo sát hàm số, cũng như là chúng ta phải giải thật là chính xác. Thì cảm ơn đã xem, đã thấy video mình hay và hấp dẫn, đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.